Im không? Im! Im! Im không? Chị Sáu ơi, ra mở cọc cho tôi. Chiêu Dương! Muốn chạy! Đừng im chứ! Hả? Không đứng im! Mày bắn vợ sầu mày có muốn không? Hả? Bỏ xuống xuống! Buông cô ấy ra! Chuyện này không liên quan gì tới ông! Tránh ra một bên! Tụi nó tao bỏ xuống xuống! Ông cấm miệng lại! Giết ông bây giờ! Ông qua! Đừng im! Bắn nát ông đó bây giờ! Bỏ cô ấy ra! Tội của cậu sẽ bị nặng thêm đó! Ông im đi! Bắn ông bây giờ! Đi! Còn không! Đừng im! Dừng xe! Còn không! Nhanh lên! Dừng xe! Đừng im! Nhanh! Còn không! Đi! Bác ba. Bác ba bị bắt cóc rồi. Cái gì? Ai bắt? Bác ba. Thằng Duy Khương nó bắt cóc bắt Chiêu Dương đi rồi. Trời đất. Thả tôi ra. Anh muốn làm gì tôi chứ? Mày khôn hồn thì cấm cái miệng mày lại. Mày mà nói nhiều tao bắn nát cái miệng mày bây giờ. Vậy anh muốn gì? Tao muốn mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra cho cha của tao. Chạy nhanh lên. Tôi theo dõi thằng Khương tới đây. Tôi thấy nó rút súng khống chế Chiêu Dương, rồi bắt Chiêu Dương lên xe chạy đi. Sau đó tôi không biết gì nữa. Vậy là xác định Phạm Nhân Duy Khương đã bắt cóc cô Chiêu Dương. Chúng tôi sẽ tập trung lực lượng truy tìm và giải thoát cho con tin. Chú, con cũng muốn tham gia cuộc truy tìm này. Con cứ ở đây lo cho chú ba. Mọi việc cứ để chú lo. Nè, con cứ yên tâm. Có tin tức gì chú sẽ báo liền cho con. Dạ, con cảm ơn chú. Chú đi nha. Dạ. Bác ba thấy trong người sao rồi bác ba? Con có chuyện gì hả bác ba? Ba. Trúc Trà. Ba. Ba có chuyện gì vậy ba? Con nghe anh Hiếu nói là bà Xỉu ở đây. Ba thấy sao rồi ba? Hả? Ông thấy trong người ra sao rồi? Bà có nhận ra cái khăn này không? Ủa? Cái khăn? Làm sao tôi không nhận ra được? Là cái khăn mà tôi theo cho con gái mình lúc nó mới sinh ra mà. Ông lấy nó ở đâu ra vậy? Con Chiêu Dương. Con Chiêu Dương nó cột cái khăn này trên tóc của nó. Lúc bị thằng Khương kéo đi, cái khăn rớt xuống đất. Tôi lượm được. Là con Chiêu Dương. Đúng rồi. Chiếc khăn này đúng là của Chiêu Dương nè. Chiêu Dương có nói với con á, cái khăn này là vật mà Chiêu Dương luôn coi nó là báu vật của đời mình. Cổ có kể cho con nghe là trước khi má nuôi của cổ mất đã đưa cho cổ cái khăn này. Rồi nói thật cho cổ nghe là bà đã nhặt cổ trên đường đi bắn cái số về. Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi và con gái tôi lưu lạc bấy lâu nay. Chiêu Dương chính là con gái ruột của tôi và bà đó bà ơi. Má! 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 Dậy đi ba! Tỉnh lại đi ba ơi! Má! Má ơi! Má! Má! Má ơi! Má ơi! Xuống đi lên, nhanh đi, nhanh lên, nhìn cái gì đi, đi lên đi, bắt nát đầu bây giờ. Đã từ lâu tôi muốn thú nhận với bà tất cả, nhưng tôi không đủ can đảm. Sau khi tôi bắt cóc con bé, tôi đã làm thất lạc nó. Con Trúc ơi, con sao vậy con? Trời ơi, sao con nóng hổi vậy con đừng làm bà sợ chứ con. Con ơi là con. Cháu bé sao vậy chú? Gì hả? Dì coi giùm con của con. Sao từ sáng giờ nó cứ mơ mơ màng màng mà nó cứ khóc hoài à? Đâu đưa đây tôi coi cái coi. Dạ. Trời ơi, nó sốt quá rồi đó, coi chừng nó bị co giật đó. Bây giờ mua thuốc hạ sốt cho nó uống liền đi. Mua thuốc? Mua thuốc ở đâu vậy dì? Đây nè, ở dưới ngã ba đó. Đi múc xuống ngã ba là có tiệm thuốc tây đó. Mua liền cho cháu nó đi. Dạ, cảm ơn dì. Nè, đưa đứa nhỏ tôi giữ cho, chứ trời nắng vậy ẩm nó đi là nó xỉu đó. Qua bà đi con, qua bà. Bà ẩm cho. Tội nghiệp quá. Dạ, dì coi con giùm nha. Con chạy mua con về liền. Sao đâu. Dạ, rồi tôi ở đây chứ tôi không có đi đâu hết trơn á. Tôi giữ nó, tôi chờ cậu mà. Tôi chờ mà. Dì ơi, con nè. Dì ơi. Dì ơi. Cái gì ẩm con tôi đâu rồi? Dì ơi. Trúc ơi, Trúc của bà. Trúc ơi, con đâu rồi Trúc ơi? Trúc ơi. Sau đó tôi đi tìm con suốt 3 năm trời mà cũng không gặp. Sau đó tôi đến một cô nhi viện để nhận Trúc Trà về làm con nuôi. Từ đó tôi đã dối lòng mình. Tôi coi con Trúc Trà như là chính con ruột của mình. Mà tại sao để cho mẹ con tôi đối mặt bao nhiêu lâu mà không nhận ra nhau vậy? Tại sao vậy? Từ ngày đầu yêu Chiêu Dương, con cũng không rõ lai lịch của cổ. Chỉ biết là cổ không có cha mẹ, nhưng có 2 người mẹ nuôi. Một người phụ nữ bán vé số, và sau này là bà Bích Ngọc, người đã đào tạo cho Chiêu Dương có ngày hôm nay. Tội nghiệp cho con gái tôi. Má đã từng kết tội và nói với nó những lời nặng nhẹ, mà không biết rằng mình đang mắng chửi con gái ruột của mình. Chiêu Dương. Tội nghiệp Chiêu Dương. Con ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Trúc Trà, em đưa má về nghỉ giùm anh. Anh Trà đi kiếm Chiêu Dương nha em. Dạ anh đi. Ừ. Cho má đi với con. Má đi với con. Không được má ơi. Má không khỏe đi, nguy hiểm lắm. Nhất định con sẽ kiếm Chiêu Dương về cho má. Anh đi nha. Chiêu Dương, con gái tôi. Má, má, ông trời đã cho má gặp lại con gái ruột rồi. Ông sẽ phù hộ cho Chiêu Dương quay về gặp lại má mà. Tại sao má không nhận ra con gái của má chứ? Linh cảm của người mẹ để ở đâu? Để ở đâu? Để ở đâu? Má, má quá tệ phải không con? Má, tại vì đã xa cách quá lâu, má không nhận ra Chiêu Dương là đúng mà. Con là một đứa con gái ngoan hiền. Cho dù con không phải là con gái ruột của má, má vẫn coi con như con gái ruột của má vậy. Má, đi lên. Tôi không đi được nữa. Anh làm ơn cho tôi nghỉ một chút. Mày định câu giờ cho công an tới cứu mày hả? Hả? Tại sao anh đưa tôi vào đây? Anh muốn làm gì tôi chứ? Im đi. Mày đừng để tao điên lên, tao bắn nát sọ của mày. Đi. Alo, chú nghe nè con. Dạ thưa chú, bên công an đã có thông tin gì về kẻ bắt cóc Chiêu Dương chứ chú? Người dân đã phát hiện được chiếc xe của kẻ tình nghi bắt cóc ở trong rừng, hướng vào nhà máy của con đó. Công an cũng đang lần theo dấu vết để tìm con tin. Dạ dạ, con cảm ơn chú. Các đồng chí chú ý, các đồng chí bằng mọi giá phải giải cứu được con tin và phải bắt được tên tội phạm, vì hắn có vũ khí và rất manh động. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Rất tốt. Còn bây giờ chúng ta sẽ chia ra để đi bắt tội phạm. Rõ. Dạ chú ơi, xin phép chú cho con được tham gia cuộc tìm kiếm này. Anh có liên quan gì trong vụ này? Dạ, người bị bắt cóc là em gái con. Được, chúng tôi sẽ cho anh theo, nhưng với điều kiện anh phải tuân thủ tuyệt đối quy định, không được manh động sẽ làm ảnh hưởng tới việc giải cứu con tin. Dạ dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn mấy anh. Các đồng chí triển khai hành động. Dạ. Anh muốn làm gì tôi? Thả tôi ra. Mày hỏi tao muốn làm gì mày? Thả mày ra để cho mày chạy hả? Tao muốn cho mày chết. Tao bắt mày phải trả giá cho những việc làm xấu xa của mày. Chính mày đã hại tao. Mày làm tổn thương tao. Gia đình tao ra đông đổ như ngày hôm nay là chính mày. Mày đã hủy hoại gia đình của tao, hủy hoại cuộc đời của tao. Tao không ngờ đứa con gái có bộ mặt thiên thần mà tâm địa lại độc ác như vậy. Chính anh mới là người hại tôi. Anh là người đã cưỡng hiếp tôi. Anh tuổi anh làm như vậy là tôi thuộc về anh sao? Anh có biết rằng anh là một người đáng kinh tởm hay không? Tất cả là tại vì cái thằng nhỏ hiếu đó. Mày nói cho tao biết đi, tao có gì thua đó hả? Anh đừng có so sánh khập khiễng như vậy. Anh Hiếu khác xa anh. Võ Hiếu mới là người tôi yêu. Anh ta mới là người tôi yêu. Yeah. Mày im đi, có tin tao giết mày không hả? Im đi, im đi, im đi. Yeah. Các đồng chí tản ra đó. Còn anh đi theo tôi. Dạ. Kế hoạch đêm nay đã lên rồi. Anh em ở trên tỉnh cũng đã rải quân xuống thị trấn. Sao sự việc này lại xảy ra nữa chứ? Tin tên tội phạm Duy Khương vượt ngục trốn khỏi trại tạm giam, vừa mới về tới đội. Tôi đang cho anh em đi tìm thì lại xảy ra sự việc bắt cóc. Người bị bắt cóc lại là bà Trùm Chiêu Dương, nhân vật chính mà chúng ta muốn bắt trong đợt truy quét này. Hiện toàn đội cũng theo dấu vết của tên tội phạm, tìm cách giải thoát cho con tin. Nếu họ tìm được Chiêu Dương sẽ báo cáo về ngay. Vậy thì theo anh, chiến dịch tối nay chúng ta có nên tiến hành hay không? Bây giờ ta sẽ giết mày tại đây. Tao sẽ không cho tụi bay gặp lại nhau đâu. Nếu như anh giết tôi thì con ma sẽ tìm ra anh. Tôi phải trả của anh không nhỏ đâu. Mày nghĩ là với cái án giết, án chịu ngục, rồi thêm cái án bắt cóc thì tao sẽ ở bao lâu ở trong? Tao đâu có tiếc tha gì với cuộc sống của tao ở trong đó. Anh đừng có làm bậy mà. Anh dừng tay lại đi. Qua rồi. Bây giờ thì tao giết mày trước, rồi tao sẽ theo mày sau. Mày phải chết. Không không. Đứng ra lại. Đứng ra lại. Bà. Đây là chuyện ăn quán của tôi với cổ, không liên quan gì tới ông. Tôi không muốn giết ông. Đi ra. Cậu hãy nghe lời tôi nói. Cậu dừng ta lại đi. Cậu đừng gây thêm tội ác nữa. Cậu phải chừa cho mình một con đường quay về chứ. Ông nghĩ là tôi còn con đường để quay trở về à? Không được. Cô ta phải chết. Tránh ra. Không. Nếu muốn bắn thì hãy bắn tôi. Tôi sẵn sàng, tôi chết thay cho cổ. Tôi không bao giờ để cho cậu giết cô ấy đâu. Tại sao vậy? Tại sao lại muốn chết thay cho cô ấy? Cô ta là một kẻ độc ác. Tôi muốn giết được cô ta chứ không phải là ông. Tránh ra. Không. Tránh ra. Cương, cậu nghe tôi đi, đừng. Tránh ra. Tôi can cậu mà. Đừng bắn. Đừng bắn. Ông ba! Mọi người, bỏ súng xuống! Chiêu Dương! Em có sao không? Chiêu Dương? Không sao! Mày xuống! Cầm lại! Không sao! Bác ba! Bác ba ơi! Bác ba! Đi! Bác ba ơi! Giải hắn về! Bác ba ơi! Tôi sẽ gọi xe cấp cứu đưa ông. Trúc Trà. Anh Quý. Có chuyện gì gấp mà không nói qua điện thoại được vậy? Má cãi đâu rồi em? Má em đang ở trỏng. Má cứ khóc hoài à. Em khuyên nãy giờ mà không có được. Dạ. Con chào bác. Má. Bác cái à? Bác làm sao vậy? Con gái của bác nó bị người ta bắt cóc đi rồi. Bây giờ anh không biết nó có ra sao không. Nó mà có chuyện gì thì làm sao bớt sống rồi. Bác cái à, Trúc Trà đang đứng ở đây mà. Không có ai bắt cóc đâu. Bác làm sao vậy hả? Bác không phải nói em. Đúng là ông trời muốn tôi bị quả báo mà. Lúc nhận ra con thì là lúc má mất con. Bác cái nói gì? Trúc Trà nè, chuyện gì xảy ra vậy? Huy ơi, không ngờ cô Chiêu Dương lại là con gái ruột của bác và bác Ba Trung. Là thật hả bác? Trúc Trà, còn Trúc Trà thì sao hả bác? Ba em sau khi bắt cóc con gái đem đi thì đã làm thất lạc nó. Ba em đi tìm con suốt nhiều năm sau đó, nhưng không tìm được. Cuối cùng thì ba em tới tìm một cô nhi viện đem em về nuôi, coi em như là con gái ruột của mình. Mà bác ơi, bác ơi, mà tại sao á bác nhận ra Chiêu Dương là con gái ruột của bác, trong khi á Chiêu Dương lại gặp bác rất nhiều lần rồi? Ba nó đã nhận ra nó nhờ chiếc khăn tay mà bác đã thêu và bác đã đeo trước ngực khi mà ba nó bắt cóc nó đi. Dù chưa chắc chắn lắm, nhưng với linh cảm của một người mẹ khiến bác tin rằng Chiêu Dương chính là cô gái ruột của bác. Không sao đâu bác. Bác à, bây giờ Chiêu Dương sao rồi bác? Bác chỉ mong rằng Chiêu Dương đừng có chuyện gì xảy ra, để cho mẹ con gặp mặt nhau. Nếu nó có chuyện gì xảy ra thì làm sao bác sống nổi đây? Bác ơi, bác à, uống miếng nước đi. Bác hãy bình tĩnh lại. Bác nói Chiêu Dương bị bắt cóc. Mà ai bắt cóc Chiêu Dương bác? Chiêu Dương đã bị Duy Khương vượt ngục bắt cóc đi. Bây giờ công an, ba em và cả anh Hiếu đi tìm rồi. Ba ơi, ba tỉnh lại đi ba. Ba đừng bỏ con như vậy mà ba. Giỏi em, anh chạy nhanh lên đi, em sợ ba em không qua khỏi. Em bình tĩnh đi, bác Ba là người tốt, ông Trộm sẽ phù hộ cho bác Ba mà. Bác Ba không sao đâu. Ba ơi, bấy lâu nay ba ở bên cạnh con mà con không biết. Dạ như ông Bây giờ mọi người đang ở đâu? Tao đang đưa bác tới bệnh viện. Mày chở má tao với Trúc Trà tới bệnh viện nhanh đi. Rồi, tao tới liền. Có chuyện gì vậy con hả? Dạ, thằng Hiếu nó nói là công an đã giải cứu được Chiêu Dương rồi. Con ơi, đã cứu được chị con rồi dạ. Con ơi, cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật. Nhưng mà còn bác Ba thì sao con? Thằng Hiếu nó nói bác Ba bị thương nặng lắm. Bây giờ mọi người đang đưa bác Ba vào bệnh viện đó. Trời ơi, ba của em, ba của em bị làm sao? Mình đi thôi bác. Đi con ơi. 24 tháng 2 Năm 1992 là ngày sinh của con đó. Má. Bác à, bác Chiêu Dương. Má. Con có thể đi mà. Trinh sát hình sự mới báo cáo về bà Trâm đang ở bệnh viện. Một nạn nhân đã bị trúng đạn, đang nằm trong phòng mổ. Đêm nay chúng ta vẫn tiến hành chiến dịch dọn sạch ổ ma túy ở tụ điểm karaoke Chiêu Dương. Sau đó có lệnh bắt nóng bà chủ Chiêu Dương luôn. Ai là người nhà của nạn nhân? Dạ tôi. Dạ là tôi. Tất cả chúng tôi. Vết thương quá nặng, nạn nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi không thể cứu sống. Thành thật chia buồn cùng gia đình. Trời ơi. Má Thành. Chiêu Dương. Chiêu Dương. Ông ơi. Tại sao ra đi lúc này chứ? Hai cha con chưa kịp nói chuyện với nhau nữa mà. Tất cả là lỗi của con. Má đã chết thay con. Lỗi của con. Là lỗi của con. Làm sao để con chuộc lại lỗi lầm này? Con ơi, có lẽ đó là điều cuối cùng mà ba cũng có thể làm để chuộc lỗi với con. Chiêu Dương, Chiêu Dương. Ai là người nhà của nạn nhân? Dạ tôi. Chào anh. Thưa bà, nạn nhân tạm thời sẽ được đưa vào nhà xác, cho pháp y mổ tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết, để phục vụ công tác điều tra. Sau đó người nhà sẽ nhận thông báo đến nhận xác về chung cất. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào gia đình. Em muốn nhìn mặt ba em lần cuối. Anh đưa em đi. Ba ơi.